Rồi, xin chào tất cả mọi người. Thì video này thì Túc sẽ hướng dẫn cho anh em gọi chơi airdrop nhận 250.000 cái đồng gọi là W can Zalo nha, được chưa? Đấy, thì để mà nhận được 250.000 cái đồng W K Zalo này thì anh em click đường link dưới phần mô tả mình có để ở đó, thì mình đi qua sơ lược về cái con Calo này một tí, được chưa? Thì con này thì là nó được nó sắp được lead in Bankers Cup này đây, vào ngày 15 tháng 7 này, như các bạn đã thấy trên màn hình mình này, đó tức là rơi tới 4 5 ngày nữa. Thì là khi các bạn cờ lam ấy, nó cho hiện tại là nó cho airdrop cờ lam miễn phí đấy, thì mất phí gai phí mạng, anh em nó hiểu rõ nôm na như thế vậy, bây giờ nhận được 250.000 cái đồng gọi là ký hiệu là WADA này, được chưa? Nói rõ nói như vậy cho nó ngắn gọn chứ không phải là calado nữa, được chưa? Rồi, cũng như thường lệ anh em, cái này thì nó cũng có gọi là mua bán, đại loại là mua bán với giá đại loại mua bán, và cũng có đường link để anh em đi giới thiệu bạn bè để kiếm thêm thu nhập cũng như quả kèo số khác thôi, không có gì đặc biệt, được chưa? Rồi, anh em click vào đường link dưới phần mô tả ra giao diện của cái thằng calado như vậy, thì click ở phần trên để sao chép liên kết này. Click phần trên nha, sao chép liên kết này. Rồi, các bạn quay sang ví trước, ví trước tôi mới bắt đầu được nha anh em nha. Rồi ấn phần đáp cho mình nha. Rồi dán địa chỉ liên kết vào. Con này chạy lên web 20 nha, sẽ mắc trên nha. Anh em nhớ chuyển đổi mạng cho nó này. Click phần này chuyển đổi mạng này, sẽ mắc trên này. Rồi anh em chờ một lúc mạng nó hơi gọi là quay một tí đấy ạ. Rồi, khi nó ra cái giao diện là nó kết nối ví thành công thì nó ra giao diện như vậy. Giờ anh em có thể bút xuống này. Đấy, bút là mua rồi, cả la mai drop này. Thì phần tiền red thì anh em có thể dán địa chỉ web 20 đây. Anh em vẫn vào get file link này, thì nó hiện lên này, thì hiện lên phần red của bạn này. Các bạn có thể copy cái này để đi tiền red này, được chưa? Rồi, mình hướng dẫn anh em cả la mai drop luôn nha. Các bạn ấn vào cả la mai drop cho mình. Rồi, nó xác nhận phí giao dịch, phí gà, phí mạng, được chưa? Rồi, vậy anh em ấn chấp thuận cho mình là ok. Rồi chờ mấy giây để cho tiền về. Rồi mình hướng dẫn anh em gọi là ép token vào ví, được chưa? Ép con check vào ví này cho nó hiện là cái có token lên, được chưa? Click vào đường link dưới phần mô tả. À, click vào cái con BLB, được chưa? Cái con check thì mình cũng để đường link dưới phần mô tả cho anh em để tìm, được chưa? Rồi click vào phần giao dịch gần đây nhất để lấy con check, thì con check nó là đây này. X này. Rồi sao chép này, giữ ấn giữ sao chép, chép này. Rồi thoát ra ấn phần tìm kiếm cho mình. Tìm kiếm này này. Dán nó check vào. Ok, nó hiện lên W Calado, ký hiệu thằng W ADA. À, bây giờ các bạn gạt lên cho nó. Được. Rồi, và kiểm tra tiền đã về chưa? Thằng Calado đâu? Hôm nay nóng quá. Rồi, thì tiền vậy là tiền ok, tiền đã về nha. Rồi, kết thúc video cho mọi người. Hẹn mọi người video tiếp theo.